Chào các bạn, hôm nay cô sẽ làm thịt băm cuốn lá tía tô. Vật liệu cũng có là thịt băm, lá tía tô và các loại rau thơm, hành lá, tỏi, hành, các gia vị gồm có tiêu, đường, bột ngọt, asingon, mỗi thứ một thìa cà phê nha. Cà rốt, trắng nha. Giờ cô sẽ ngắt rau tía tô nha các bạn. Giờ cô sẽ băm cụ mì nha. Băm cà rốt nhỏ rồi này, cho các gia vị vào này. Đều lên nha các bạn. Thịt chín rồi, giờ cô sẽ cho cà rốt vào nha. Cho hành vào nha. Tiếp đó cô sẽ cho rau thơm và ớt vào luôn nha. Rồi cô sẽ đảo lại cho nó đều. Là xong rồi đó. Sẽ cho ra điện. Điện chúng ta sẽ cuốn tía tô nha. Mời các bạn cùng mời với cô nha.